Sượng được trích trong quyển Lục Tướng Thành Vương Phổ Minh Binh Thư Chiêu Pháp do vị tổ Vua Minh biên soạn và ghi lại cho đến ngày nay. Bài rồi có 48 bài pháp liên hoàn có tính liên tục với nhau, là sự kết hợp giữa thân pháp và binh khí với những chiêu thức rồi liên hoàn nhanh mạnh đầy biến hóa khôn lường.